Hội nghị đã quán triệt nội dung kết luận số 83 ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi với người có công và trợ cấp xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Kết luận số 84 ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 23 của Bộ Chính trị khóa 10 về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới. Kết luận số 86 ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Ban Bí thư về phát triển nền y học cổ truyền Việt Nam và Hội Đông y Việt Nam trong giai đoạn mới. Chỉ thị số 37 ngày 10 tháng 7 năm 2024 của Ban Bí thư về đổi mới công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Quy định số 178 ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật và một số văn bản quan trọng khác. Hội nghị cũng đã dành thời gian để các đại biểu thảo luận cho ý kiến vào kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tỉnh Thái Nguyên tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng và tham gia ý kiến vào các quyết định thành lập tiểu ban đại hội, thảo luận cho ý kiến sửa đổi bổ sung quy định số 1746 ngày 6 tháng 9 năm 2023 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng trực thuộc, các cơ quan tham mưu giúp việc tỉnh ủy trên cơ sở quán triệt nội dung các văn bản mới của Trung ương, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm túc các kết luận, chỉ thị, quy định mới của Trung ương một cách hiệu quả, phù hợp với từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Cũng trong chương trình hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 35, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trình Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh phân công và tiến hành quy trình giới thiệu đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh để hiệp thương tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh khóa 16, nhiệm kỳ 2024-2029.